Các bạn, tôi tên là Phan Nhật Trung, trực là giáo viên thuộc trung tâm khoa học tự nhiên, trực thuộc công ty Medea. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mấy bạn làm một poster giới thiệu về một cái khóa học, những khóa học của trung tâm tin học bằng phần mềm Illustrator với một số công cụ và thao tác cơ bản để mình hoàn thành như thế này. Thì hôm nay sau khi bạn xem hết video clip này thì mình sẽ hoàn thành một cái poster có kích thước là khoảng 20-30 cm, sử dụng một số chức năng như tô chuyển sắc, dùng công cụ Pen, dùng công cụ Blend để mình hoàn thành cái poster. Thì tôi sẽ hướng dẫn với bạn bằng cách là vào Illustrator, CS6, File New. Tôi định đơn vị là cm và tôi chọn là 20-30 cm. Thì cũng như những sản phẩm trước, tôi sẽ nhấn Ctrl-R và tôi định khoảng cách lề là 0.5 cm. Thì ở đây bạn reset lại giùm tôi giao diện. Rồi, bạn định lại giùm tôi ở đây, tôi kéo 0.5 tương đối. 0.5 khoảng cách lề này để làm gì? Để khi mình test á, mình không nên đặt ra khỏi cái lề này, vì nhiều khi mình đi in ấn á, họ sẽ cắt mất một số phần test của mình, do đó mình sẽ không đọc được. Mình nên đặt test trong phạm vi an toàn. Ở đây mình sẽ nhìn mẫu này để mình làm một cái poster, một cái mẫu đã có sẵn. Thì bắt đầu mình làm một cái bài á, thì thông thường mình sẽ làm một cái nền trước. Ở đây tôi sẽ tạo một cái nền. Tôi có màu tô chuyển sắc, màu xám và màu trắng. Tôi chọn công cụ chuyển sắc Gradient. Ở đây tôi chọn chuyển sắc là dạng tròn, màu trắng và màu xám. Đó. Bạn muốn thay đổi Gradient thì mình nhấn phím G, mình kéo nó một tí để mình thay đổi Gradient thích hợp. Và tôi khóa đối tượng này lại bằng cách là Ctrl số 2. Rồi, ở đây tôi làm cái nền ở phía dưới nè bạn. Bạn có thể là vẽ thêm một phần để làm nền. Tôi nhấn phím V, tôi kéo. Bạn có thể là tôi chuyển sắc lại dạng thẳng, và bạn nhấn phím G, bạn kéo nó lại một tí. Ở đây tôi kéo màu xám vào, và một màu xám đậm một tí nằm ở phía trên. Tôi thêm một cái nốt màu xám, tôi lấn lên một tí. Đó, để tôi được một cái nền nó bạn, vào tôi bỏ cái gì đơn giản vậy thôi. Còn bạn muốn nó mờ giống như thế này thì bạn bằng cách là bạn cho thêm một cái hình ellipse, mà ellipse này nó chỉ là có một màu nền đơn sắc thôi. Tôi bỏ màu viền, tôi chỉ lấy màu nền đơn sắc, và tôi chọn là effect style line và chọn feeder giống như bên Photoshop vậy đó. Ha, tôi cho nó feeder thì bạn thấy nó có cái độ mờ, ok, có cái độ mờ một tí, đó, ok, đây. Rồi hai đối tượng này tôi cũng khóa lại bằng cách là Ctrl số 2, rồi. Rồi bây giờ tôi dùng công cụ hình chữ nhật bo góc, vừa vẽ tôi vừa giữ mũi tên lên để tôi xác định độ bo góc, màu trắng, rồi. Tôi có thể cần trên C, hoặc là tôi có thể vẽ lại một cái hình chữ nhật cũng được, tùy mình thôi. Cái thao tác tùy mình làm sao mình nhanh nhất để mình vẽ ra được một sản phẩm. Rồi, tôi có thể chọn công cụ Tree Transform, nắm góc của đối tượng, sau đó cần cho Antenna Shift, tôi biến dạng đối tượng này ra một tí để tôi tạo
xuống. Đó, tôi kéo bạn này ra. Sau đó tôi chọn hai nốt trên để tôi làm phần đáy của laptop. Chọn hai nốt này, tôi kéo xuống, giữ shift tôi kéo xuống. À, đơn giản. Phóng to lên. Bạn không cần làm giống cũng được nữa, làm sao để nó đẹp thôi. Đó. Cho nó hở ra một tí đi. Rồi như thế này, bạn có thể tô màu xám một tí để nó phân biệt với cái đấy. Hôm nay bạn cũng có thể tô chuyển sắc. Nào, nắm bằng phím G là bạn kéo nó qua, lệch qua một tí thôi. Rồi, coi như mình được một phần của nó bị trùng màu á bạn, cái đó tôi kéo cái màu khác cho nó dễ nhìn là đó sáng lên. Cái mảng này nó tối, nó đay quá đó, nó tối quá kéo nó đó. Rồi, còn cái mảng ở trong là mảng vuông. Rồi, ở đây tôi hút hai màu, một màu cam tắm kéo vào và một màu cam đậm tắm kéo vào. Ở đây bạn có thể, một là bạn dùng brush shader, hai là mình có thể dùng phím X, phím C chứ, xin lỗi phím C. Tôi cắt đây một nốt, cắt đây một nốt. Ở đây tôi sẽ tự tôi tách ra được hai hình chữ nhật, hai hình chữ nhật không. Tôi chọn đối tượng này, tôi chọn màu cam, thấy đường như thế này à, làm một số thao tác cơ bản thôi để mình tạo ra một cái poster, hình dung tạo ra một cái poster. Ở đây mình lay vào để mình đưa cái logo này vào được như thế này. Alt Shift để phóng to đều lên. Rồi tôi dùng một cái mảng hình chữ nhật để tôi kẻ màu trắng như thế này để nó nổi lên. Rồi tôi được logo và một cái máy tính xách tay như thế này. Ở đây đáng lẽ là ở đây nè, cái mảng màu này nè nó có một tí màu đậm đây nè, bạn có thể tô chuyển sắc cũng được. Bạn phải nắm kéo màu này vô. Đó. Tôi nắm tôi kéo màu này vào. Rồi. Tôi thêm một nốt màu. Chặn đây lại và tôi chọn cái nốt này tôi đúp bô lít vào. Tôi kéo nó đậm hơn một tí. Đó. Đó. Đúng không? Bạn muốn nó thẳng á thì bạn kéo cho nó thẳng lại. Giữ shift kéo thẳng lại. Được không? Đơn giản không bạn ha? Tạo giống một tí xíu nó giả lập hiệu ứng 3D tí xíu thôi là được rồi. Đó. Rồi. Rồi. Còn ba cái bốn cái đối tượng như thế này để tạo ra được cái chuyên ngành đào tạo của trung tâm thì mình sẽ vẽ một cái hình tròn. Rồi tôi hút màu đậm nhất đó, Ctrl C, Ctrl F tôi thu vào, tôi được như thế này. Ở đây tôi đổ màu màu vàng đó và tôi dùng công cụ len kích đối tượng thứ nhất, kích đối tượng thứ hai, nó quá nhiều đối tượng trung gian. Tôi double click vào công cụ len, tôi chọn step, nhưng ở đây tôi chỉ chọn nó là hai đối tượng thôi, một hai đối tượng trung gian để tôi được bốn đối tượng như thế này. Ok đó, được ha. Thì lúc này tôi có thể là rã ra từng đối tượng expand và tôi ungroup đối tượng này đi để tôi được từng đối tượng như thế này, được không? Tôi được từng đối tượng như thế này và có thể mình dùng công cụ phím A nè, mình xóa đi một nó để nó thành đó. Còn cái phần này á, mình có thể giống như ở đây mình đã làm được hoàn thành phần này rồi nè. Còn phần này mình có thể Ctrl C, Ctrl F mình thu nhỏ lại một tí. Mình làm gì bạn, nãy mình ba đối tượng trung gian nó sẽ đẹp hơn ha. Trim Shift F7, trim đối tượng đi.
sao cho nó đục thủng cái lỗ này nè. Cái đối tượng này. Ctrl C, Ctrl F, tôi trim bạn màu vàng. Rồi, tới tôi trim bạn màu này. CF, trim đoạn này. Và tôi trim bạn màu cam. Tôi trim 4 đối tượng, tôi sẽ đục thủng được phần này. Đại khái tôi đã đưa lên được như thế này. Nằm ở dưới. Rồi, tôi đưa được 4 đối tượng như thế này là rồi, còn 4 cái đường line hình chữ nhật một tí này nữa thì cực kỳ đơn giản thôi, bằng cách mình vẽ một hình chữ nhật bằng những kích thước của bạn màu vàng, tôi hút màu cái bằng không được không, tương ứng như vậy tôi copy lên, tôi cấp với bạn màu cam, Ctrl giữ phím Alt Tab, tôi copy bạn màu cam đậm, giữ phím Alt Tab, tôi nhấn phím Y hút màu ba đối tượng như thế này. Mấy bạn cảm giác là nó hở thì mình xích vô một tí thôi thì nó hết hở rồi á. Rồi cách sắp xếp ở đây 4 chuyên ngành, tôi sẽ lay 4 icon vào. Icon thứ nhất là icon design 4 chuyên ngành đào tạo. Rồi kế tiếp lay rồi tiếp tục tôi giữ shift, tôi kích đối tượng này làm chuẩn nè, align, tôi canh giữa, tôi có thể canh phân phối đều theo chiều dọc. Đối tượng như thế này thì ở đây mình đánh là đồ họa 2D. Rồi đại khái như thế này. Đồ họa 3D chuyên ngành thiết kế web, chuyên ngành kỹ xảo dựng phim. Rồi ba đối tượng này mình ví dụ mình có thể chọn là một số cái bond internet. Ánh sáng lớn lên tí nha bạn ha, ở đây tôi nắm tôi kéo rồi, bạn thấy nó tất cả nó đều chọn là màu nâu nâu. Ở đây bạn chọn dùng màu nâu, nâu nó không ra, nó tối quá nó ra rồi mình không thấy. Rồi bạn có thể quét tất cả này, dùng tôi giữ antenna, tôi làm cho nó nhanh nè các bạn ha. Tôi chọn là type with outline, tất cả những
này tôi chọn nó là màu nâu. Màu nâu, màu cam chứ. Tôi mảng ở trên tại vì nó có cái phần bóng nè bạn. Ha. Gấp nó lại và tôi cho đối tượng này qua đây. Tôi cho cái hiệu ứng là làm bóng. Đó, bạn thấy nó có hai đối tượng không? Một đối tượng màu cam, một đối tượng màu đen. Tôi đựng như thế này. Xích lại một tí. Đừng như thế này thì ở trên đây bạn cũng đánh giống y chang như vậy thôi. Ở đây nhớ là mình canh, tôi canh gai, tôi sử dụng gai. Và cái bố cục ở đây tôi chọn là bố cục ở center, bố cục giữa, bố cục cân đối. Đối xứng. Ha. Đối xứng theo trục thì 30%. To lên một tí. Cho nó canh đều với chữ lên đỉnh, lên đến đó bạn. Ha. Này nằm trên đỉnh của bạn. Ưu đãi lên đến nó nằm trên đỉnh của bạn 30%. Và ở đây tôi cũng dùng một cái tính là cần trên C, cần trên F. Tôi cũng cho nó một bảng màu đen hoặc là màu nâu nè bạn. Mình cho nó nằm ở dưới lớp kia thì nó tạo ra hiệu ứng bóng đổ. Ở đây tôi copy một cái tab. Nhớ cái gai này là tôi đang canh trên file với bạn này. À, xích vô một tí. Rồi. Học tí. Ở đây mình học một cái cách trình bày cho nó tương đối dễ nhìn đó bạn. Ở đây tôi mở cái view guide nè, lock mở khóa này đi, tôi bỏ này đi. Thì lúc này bạn có thể canh với cái mảng này cũng được, 30% á. Đó. Bạn có thể kéo nó lớn lên canh với cái mảng này cũng được. À. Rồi chữ logo tôi đưa vào. Rồi tôi cũng canh center luôn, tất cả tôi canh center. Tôi bỏ đối tượng này. Còn cái phần địa chỉ ở dưới đây thì bạn cũng gõ vào giùm. Tôi chọn phông chữ nhỏ lại khoảng 11 thôi và màu của nó nhẹ nhàng thôi, màu sáng. Rồi đó, với một số cái công cụ cơ bản thì mình đã có một cái poster đơn giản không bạn ha. Rồi ở đây hình những hình ảnh này để mình xuất ra mình đem đi in những hình ảnh này mình nên chọn và mình embed hết, embed tất cả các hình ảnh embed. Và phông chữ mình cũng nhớ mình lưu ra một bảng rồi hãy mình re-align outline để cho mình không bị sai phông. Ví dụ mình muốn xuất ra mình đem đi in export PDF cũng được, JPEG cũng được tùy mình, tiếp cũng càng tốt. Thì lúc này mình đánh là 20 x 30 cm. Ok. Khi mình đi in thì nên tăng độ phân giải cao càng tốt. Ở đây mình làm đại khái. Rồi, poster. Xuất ở ngoài desktop thì phải file export lại icon ở trong phần icon đây đó. Từ nãy giờ cái sản phẩm của mình là thì chỉ một số cái công cụ cơ bản thôi thì mình đã làm được. Ăn thua là ý tưởng của bạn để thiết kế á. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái video clip này.